Mỗi ngày một con số. Trong bản tin tối ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 1.134, thưa quý vị. Đây là số chuyến bay bị chậm hoặc bị hủy trong 6 tháng đầu năm nay. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, thì 6 tháng đầu năm nay, trong 5.022 chuyến bay được khai thác, thì có 1.134 chuyến bay bị chậm hoặc hủy. Có nghĩa là cứ 5 chuyến bay thì có 1 chuyến bị chậm, hủy, chiếm đến 22,5%. Con số này đã có cải thiện so với tỷ lệ 25% chuyến bay của 5 tháng đầu năm, nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2013. Về nguyên nhân thì theo Cục Hàng không, các chuyến bay bị chậm chủ yếu là do lỗi của chính các hãng hàng không. Cụ thể thì trong tháng 6, nguyên nhân hủy chuyến bay do thời tiết chỉ chiếm khoảng 18,2%. Trong đó thì hãng Jetstar Pacific có tỷ lệ các chuyến bay bị hủy cao nhất là ở mức 29,1%. Cũng liên quan đến tỷ lệ chuyến bay bị chậm và hủy tăng vọt trong 6 tháng đầu năm nay, thì Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm buộc các hãng phải cải thiện chất lượng phục vụ. Theo đại diện Cục Hàng không, thì từ tháng này Cục sẽ công bố số liệu về tình trạng chậm hủy chuyến của các hãng mỗi tháng một lần. Việc này nhằm tạo sức ép buộc các hãng phải cải thiện để tăng sức cạnh tranh trong mắt khách hàng. Ngoài ra, Cục sẽ công bố đường dây nóng của các hãng hàng không, các sân bay, các công ty dịch vụ mặt đất để hành khách phản ánh khi xảy ra việc chậm hủy chuyến bay của các hãng. Trước đó, thì từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức đoàn kiểm tra các hãng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ tại 3 sân bay quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra, thì đoàn này đã yêu cầu điều chỉnh một số quầy bán hàng thương mại, dịch chuyển máy soi an ninh để mở thêm lối đi cho khách. Ngoài ra, thì cảng hàng không Tân Sơn Nhất còn được yêu cầu tăng cường thêm 2 người trong cả 3 ca trực mỗi ngày để đẩy nhanh tốc độ làm việc.